xíu nữa nước hay chưa? Dạ. Đây, đó. Nước cho hai mẹ con đây. Cảm ơn cô Khánh Ngọc. Yeah, rồi. Đây. Thích quá ha. Hôm nay được mẹ dẫn đi uống cà phê nữa ha. Ngon con? Dạ ngon. Ê. Gì? Chị. Ơi. Sao hôm nay nhìn chị khác quá vậy? Khác gì? Y chang mà. Khác đó. Khác gì? Da mặt căng như da con chị luôn á. Hai mẹ con ra đường nhìn như hai chị em vậy. Trời ơi coi nè. Nhìn ôi bữa nay lạ quá à. Có làm gì đâu lạ. Có làm gì đúng không? Có làm gì không? Không có làm gì hết á, chị có mới trong spa ra thôi. À. Bữa nay đổi màu son. Mỗi bữa là đánh màu hồng, bữa nay đánh màu đỏ hơn chút xíu. Nè, cái cây son này nè. Trời. Nè, màu đỏ vậy nè, đó. Đổi màu son đi, đừng có đánh màu đậm nữa, em trẻ hơn chị mà cứ thích màu đậm quái quái lại sao trời. Thì cái style của em nó như vậy. Trời. Nhưng mà công nhận đẹp thiệt. Hợp đúng không? Hợp màu này đúng không? Hợp, nhìn chị rất là cảm giác là nếu mà dùng từ mà quán cà phê mà em hay nghe được là nhìn ngon á. Trời không phải chứ sao, mấy bữa này siêng lắm, chịu khó dưỡng da rồi vô spa làm. Tại vì mình chủ spa mà vô mà người ta thấy mình không có được mướt, người ta đâu có vô ta làm. Đúng không? Nói chung là xinh đẹp rồi, đẹp hết phần người khác rồi. Rồi, uống nước cam đi con, uống đi con. Yeah. Nhìn mẹ đẹp quá, mình cũng muốn đẹp giống như mẹ. Cho bạn nghe nha, cái bà Hà My á không đẹp bằng mình đâu, mà bà cũng đi trời nắng chang chang hạn từ 6 giờ 3 giờ bà đi tới 12 giờ luôn. Hẹn 5 giờ mà bây giờ và chưa nắng nóng chết à. Ừ. Đi trễ quá à. Mới nhắc tới liền kìa bà. Trời ơi. Hôm nay bạn đẹp quá ha Hà My, nhưng mà chưa đẹp bằng mình đâu. Coi nè. Hà My hôm nay bạn đẹp nhưng mà chưa có đẹp lắm đâu. Bạn đánh chút son của mẹ thì sẽ giống như một nàng công chúa. Thì sao? Mình sẽ đẹp như công chúa hả? Tất nhiên là vậy rồi. Trời ơi, xấu muốn chết mà còn khen nữa đúng không? Chưa đẹp, chưa đánh son mà cũng khen rồi. Từ sáng tới giờ đi đổ mồ hôi hết rồi kìa, còn mặc cái đầm đỏ cho giống máu nữa. Đen da tùm lum nè Hà My. Nhớ bữa sau nhớ chiếc kem chống nắng nha, hơn là tụi mình có chết hỏng quên đó nha. Ừ, còn bà thì nhìn đi, còn ôi da đen không bằng trắng như tụi tôi. Ừ, đúng rồi đó. Tụi tôi cười lên nè là tụi tôi không có bị mặt xấu. Cái xong rồi hả, tụi tôi ngắm ánh nắng đợi bà tới 12 giờ luôn. Trời ơi, tôi hẹn bà bao nhiêu? Tôi hẹn bà là 5 giờ tới đây mà bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Ừ, đúng rồi, là chắc là khoảng 18 giờ rồi. Hiểu không? Chị đang muốn hỏi về phương diện tình cảm đúng không? Ừ. Rồi, để em nói luôn. Ok. Lá bài này á, muốn nói lên một điều về cái phương diện tình cảm của chị thì chị vẫn chưa sẵn sàng và chị vẫn chưa đủ gọi là sao ta? Bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân để có thể chấp nhận hoặc là đón nhận một cái tình cảm mới. Đối với chị, tình cảm bây giờ nó hết sức là xa xỉ. Và thậm chí là chị còn không tin vào điều đó nữa. Cho mình miếng đi. Wow, slime này đẹp quá hơn các bạn.
và em cho ngang xin dừng ngang cho bao chàng trai đúng lòng hà xin đồng quen sẽ hơn rất hay sao đẹp phong hôm qua khi vô nhìn lại chừng đây chỉ chừng đập tan 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 phong vô cho câu về rằng em đang yêu quên dung quên hồn khi mong anh cứ ra. Ủa con chào mẹ. Mẹ mới lên hả? Mẹ mẹ mình vô nhà đi mẹ. Dạ. Mẹ ơi, con mời mẹ uống nước à? Cảm ơn con. Dạ. Hôm nay mẹ lên thăm Hà My, có đem ít quà cho nó nè. Mẹ, thôi được rồi, để nó đi, mẹ uống miếng nước đi, mẹ đi đường xá xa xôi lên đây mà, lát nữa mình soạn sau. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Quang Quyên à, thiệt tình á, mẹ rất tiếc cái chuyện vợ chồng của tụi con. Con à, nếu có cơ hội, con nên cho con trai của mẹ một lần nữa đi. Với lại, để cho con Hà My nó có một cái gia đình trọn vẹn con à. Thật ra cái chuyện này nó cũng khó lắm mẹ. Tại vì cái vấn đề mà tình cảm á, thì nó còn nhiều khía cạnh khác nữa. Chứ con thì cũng mong muốn cho Hà My có một gia đình. Nhưng mà thôi, nghĩ chuyện đó thì cứ từ từ đi rồi tính. Mẹ, với lại trưa nay mẹ ở lại đây ăn cơm với con nha. Con nấu mấy món mẹ thích. Trời ơi, lâu lắm rồi không gặp nội, chắc là Hà My nhớ nội lắm nè. Hà My đang trong phòng á. Vậy hả? Để mẹ vô với nó nha. Dạ. Hà My nội lên nè. Trời ơi, cây son của con. Trời đất ơi đi nè. Trời mày... đất ơi. Dậy, nhanh lên, dậy. Là mẹ, quản hồn ơi. À. Cha mày, làm bà nổi hết hồn hả? Quậy quá ôi đi. Trời ơi, thiệt tình. Cây son của tôi đây nè. Ôi, chết, cái nồi cá của con. Mẹ ở đây với My đi, con xuống. Để mẹ. Dạ. Chúc bà lên nha. Để mẹ xuống. Dạ, mẹ giúp giùm con nha mẹ. Ở đây, nhanh lên. Ba cái miệng nè. Trời đất ơi hả? Ai cho nắng son vậy hả? Tao muốn đẹp như mẹ. Con đẹp sẵn rồi, cần gì phải đẹp giống mẹ, đúng không? Nhưng mà con muốn đẹp như mẹ. Người ta nói á, người lớn với con nít á là không có giống nhau. Người lớn mà muốn đẹp á thì phải trang điểm nè, phải đánh son mới đẹp. Còn con nít á là mình mới sinh ra, mình đã tự nhiên đẹp, đẹp như là thiên thần á, cho nên mình không cần đánh son. Nhưng mà nó rất đẹp như mẹ. Nè, đây, con thấy cây son này không? Nó mà dùng nhiều á thì trong đây có hóa chất nè. Con đánh lên môi á, cái mai mốt môi con nó sẽ bị khô. Xong rồi cái nó bị lở, cái nó bị đau giống như mấy lần con nổi nhiệt miệng á. Rồi lúc đó hả, là con vừa đau vừa xấu nữa, con muốn đánh không? Dạ thôi, vậy con không đánh nữa. Đúng rồi, không được đánh. Cho nên là ở trong trường đi học á, cô đâu có cho con đánh đâu, đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ đi ra rửa miệng cho tôi, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Ôi, đáng yêu à. Rồi bây giờ con quyết định đi, mình sẽ mặc cái này hay là mình mặc cái đó? Cái này. Cái đó đúng không? Dạ. Rồi, lên đây mình thắt tóc cho, nhanh lên. Ở đây. Đó, bữa nay nhìn yêu lắm nè. Con ấy nghe chưa? Dạ. Càng ngày á, mẹ thấy con càng đáng yêu, càng xinh đẹp. Vậy là con đẹp bằng mẹ đúng không? Con đẹp bằng mẹ hả? Không biết có phải không nữa, nhưng mà chắc là mai mốt lớn lên á, My sẽ xinh hơn mẹ luôn, mẹ chịu không? Dạ chịu. Chịu đúng không nè? Rồi bây giờ mình sẽ thắt tóc cho thiệt là đẹp nè. Rồi mình sẽ đi chơi, chịu không? Dạ chịu. Đó. Cha. Cháu nội của bà thấy cưng quá à. Dạ. Đi đâu mà đẹp quá vậy? Hả? Bữa nay á, lâu lâu mẹ mới lên một lần, cho nên con quyết định sáng nay con sẽ chở mẹ với lại Hà My đi chơi. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Được đó. Mẹ có cần thay đồ gì không? Trang điểm lại cho đẹp. Thôi được rồi. Để mẹ chút xíu mẹ chuẩn bị rồi đi luôn. Dạ. Hà My. Dạ. Bà nội già rồi, cho nên bà nội hay quên lắm. Bây giờ bà nội xin chụp với con một tấm hình nha.
Để mỗi lần mà nhớ Hà My của bà nội, cái bà nội nhìn cái hình cái bà nội đỡ nhớ nghe. Dạ đây con chụp cho. À để mẹ chụp giùm bà nội nghe. Dạ. À, đây, đây. Rồi. Hai bà cháu kia tươi lên nè. Bà bắn tim đi bà. Bắn tim là sao? Con chỉ bà đi đúng rồi chứ bà. À vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Đếm 1 2 3. Bắn lên nha bà. Rồi. 1 2 3.